vậy ta? Wow, sáng luôn rồi các bạn ơi. Do sự cố hư xe cho nên là đi từ 12 giờ ngoài giờ 6 giờ là mình mới tới Bảo Lộc rồi. Wow, anh em có thấy gì không? Mặt trời vừa lên luôn, quá đã luôn em ơi. Thật là tuyệt vời. Wow, khá là lạnh nha anh em. Mình bận hai cái áo khoác nhưng mà vẫn còn lạnh. Anh em nào mà có ghệ đi Đà Lạt thì thôi, chuẩn luôn, chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Các bạn ơi, trạm thu phí Định Mệnh, trạm thu phí Liên Đầm, nơi mà cảnh sát giao thông hay đứng chốt chặn ở cửa ngõ đi đến Đà Lạt. Để xem hôm nay có không. Ồ, mừng quá anh em ơi. Bữa nay trạm thu phí này mấy ảnh chưa đứng anh em. May quá. Ôi hả? Ăn hả, ăn hả? Ăn gì? Thì ăn không? Bò kho gì đấy? Ừ. Ăn đây ha. Ăn đây luôn á. Chuẩn bị tới nước trọng rồi chị ơi. Chạy từ thôi. Bữa tôi bắt đó. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger in a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath I lose. I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath I lose. I can't move on till I let go. Oh.
Ok được đó. Hello anh em, thì hiện tại làm ly trà gương. À tới được Đà Lạt. Dạ, đang đi uống cà phê. Hiện tại là tới sáng giờ nha anh em. Ngay đây quay cái. Quay cái cho anh đẹp. À view, view nhà lồng nha anh em. Quên đem gimbal theo à.